bây giờ là 7 giờ sáng, đoàn của chúng em 5 người đi câu cá đây. Câu cá rồi. Đó. Đi câu cá. Tôi đi to con ngồi trước đi. Bật ghế xuống. Lên, mau lên. Hy vọng là bữa nay đi câu được cá. Trời cũng mát mẻ. Mát mẻ lắm. Có mồi rồi ăn khi tia mà. Rồi đây đủ mồi mà. Ủa bác Thành mỗi người chuyến ngồi trước đi. Đây sau 15 phút là thuyền của chúng em đã tới bến. Tới bến rồi. Mát trời tàu luôn mọi người. Mát trời tàu. Đây, buổi sáng sớm gần 7 giờ sáng. Đó, bên tàu. Quá trời thuyền bè luôn. Nhiều quá nhiều luôn. Này người ta đậu đây tiện là đi câu luôn. Cái tàu đủ các loại tàu kích cỡ luôn. Giờ cái tàu này lên rồi, tàu mình mới đi xuống. Tàu của em. Tàu của em đi xuống. Hơi gió bữa nay, hơi gió mọi người. Đó là quên đem mấy chai nước đi hả? Có. Đó đem mấy chai nước. Đấy. Chứ bữa nay đi câu hả? Đấy, chưa tắm rồi, chưa ba tắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mở hẳn nó ra tí nữa nó ra. Đó, tiền của chúng em đây. Hy vọng là không có sóng, không có sóng nhiều. Sao bác Hạnh, hy vọng có cá không? Thì cái câu cá thì mình giữ cái đít đó vô cho nó nùi ra. Câu mà chờ thời vô câu. Lên lên tàu thôi mọi người ơi. Chuyến tàu đây sáng sớm bây giờ là 7 giờ sáng. Câu biển này đó. Đó là Okela luôn đây. À.
đang đi vô đây. Đâu à, đây, đang thuyền đang đi vô hồ. Đây, mấy chiếc thuyền này mới to. Thank you.
chuẩn bị câu thôi. Làm việc thôi. Làm việc. Chăm chỉ. Chăm. Vâng. Câu rồi. Bả ra câu đi. Vô phương á. À, tránh à, con cái gì con quay lên quay lên. À. Cá mú. À, cá mú rồi. Ừ, được rồi. 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 Nhưng mà hơi nhiều. Nó tản hình để tôi thả cái dây chè là ra một tí xíu cầm được chưa? Tôi thả dây bớt ra nha. Dây ra nhá. Rồi rồi. Chúc mừng bạn đã là người thắng xuống đi. Xíu à. Chú bóp mà đưa ra. Đấy. Wow. Có phải linh có thế gì ấy? Linh có. Đấy. Dạ. Ok. Nhiều hết đấy, cái kìm, mấy cái kìm. Cái kìm và đỏ đấy đưa cho chú. Dạ. À. Chúc mừng bà là người về thứ hai. Kẻ cầm. Cá đấy phải 28 inch thì mới bắt được. 28 inch. Thank you.
bên đấy ba cái đít sao đờ nó sâu bao nhiêu rồi? Chà chứ mập quá thuyền nó không có nâng lên được. 53 feet. Còn bên này à? Ừ, chỗ này có 53 feet thôi. Ờ kiếm chỗ nào sâu sâu cái này. Okay. Sâu. Ồ oh, xem dò đá để có cái đống cồn thương ơi. Dạ. Để có đống cồn cái hòn cồn và tí nữa thì nó nổi lên nhìn thấy. Ồ vậy ông hả? Dò thử xem cá bự lắm đấy. Cái này bây giờ nó đại khái nó chả ra hồn nhỉ à. Nó trẻ con nó nghịch thì nó mẹ nhìn cũng thấy này ra chốc chốc bên này nó đang đi nó nằm ngay chỗ cái khúc cồn đây này. Đây nhìn nhìn thấy ngay cột này. Đâu? Đây đấy. Đây ngay chỗ này này. Ờ thế đấy, đường nó đấy. Một trong bia anh. Nếu mà ngay chỗ đây bảo cái đấy. Ok ok. Dạ. Yeah. Yeah. Cái chìa khóa. Mình thấy không? Cái cầu mà mình nhìn không thấy. Vâng vâng. Ok vậy vậy tôi vòng vòng với tôi dò nhé. Rồi. Đấy, đâu chạy vòng vòng thì chắc không có nhanh được. Để ý nha. Dạ là. Có nhảy qua bên đây người cho nó bớt nặng không? Đúng đâu rồi, không có sao chừng nào. Đi kìa. Đâu không có gì. Rồi, sau một thời gian chạy là tới đây rồi. Đi dò. Rồi. Ok. À, mọi người ơi. Chuẩn bị và cá đây nè. Rồi tới chỗ rồi, bây giờ chuẩn bị. Cứ từ nhiều lắm mấy bạn ạ. Cá này. Rồi. Chúc mọi người may mắn. Được cá to mang về, không thôi thì lại mì tôm với trứng. Qua đây là đúng chắc chỗ này là đấy cứ ra ngay chỗ ấy đây này thế nào cũng cầm cái đuôi vợt chúng ta cứ cầm cái đuôi vợt không được cho nó chặt dưới nước đấy mình thọc một cái là mình móc nó lên đây được con rồi mọi người ơi kéo lên đi đây càng lên càng tay nè 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 nó lên nhá gắt nó phá nó đây đúng rồi cứ từ từ ô được đấy muốn thả này cũng sát cá ô được đấy con này ô cha ở con ấy ô nhám mình không bỏ. Yeah. Chứ xúc nó lên đi rồi bỏ chứ. Mình không nó không lấy được. Nó hốt lên thì không có nó giật là đứt mất cái mồi. Lấy cái ấy đi lấy. Hốt không thì lấy cái vợt cứ cho lên đi. Cho nó lên hả? Lấy vợt mà cho nó lên đi không nữa hả? Ui giời ơi, cá nhám. Cá mập. Cá mập bà con ơi. Ui giời ơi. Rồi. Để đây đây đây. Ghê. Từ. Mà chừng nhà nó đớp được tay à. Cho nó. Ôi này mọi người ơi nhìn thấy con cá mập chưa? Nhưng mà cá này không bắt. Cho nó ra phía phía bên hông không, nó không được để nó vào trong tàu. Nó vào trong tàu. Con này wow. Con này bao nhiêu ký vậy? Con cái thằng khoảng 3 ký. 3 ký. 6 ký. Nhịp nó ra, nhịp nó ra. Nhịp nó ra. Nhịp nó ra. Ừ. Kéo ngay coi. Cầm bê lên cho chụp lên đó. Thôi. Thôi. Wow. Ôi đồng đi câu, mày phôn cho tôi đi. Wow, được to thế. Con này là dư tiền xăng rồi. Dư tiền xăng rồi. Wow. Ok, good job. Ồ mẹ. Con gì vậy? Linh cót. Linh cót hả? Ôi trời ơi. Đủ size đó. Ôi dưới.
bỏ qua bên đây nãy hên không? Nghi ngờ của chú Từ ơi. Con này màu xanh này, màu xanh. Ừ, màu xanh thiệt đấy. Con này đủ xanh hả? Đủ xanh, đủ xanh. Đó. Đó. Con này ô này video hay nào? Ừ. À, nhiều vậy các bạn nó bắt được một con rồi, con ơi. Một con linh có. Linh có. Có chừng. Cái từ nói đấy. Mẹ nó vô cái này nó vướng hết rồi. Nó quấn lấy được. Nguy hiểm. Từ từ. Rồi, đây rồi, đấy. Quay ngang qua. Đấy. Từ từ rồi, đấy. Đấy, vậy. Ok. Oh my god. Không sao, cứ để nó vặn vặn con thua gì. Đo hả? Chắc không đủ rồi. Giờ phải đo mọi người. Đủ, ok. Ok, cỡ đi. Bỏ nó vào rồi. Đây. Thập vào cái mang của nó đó. Thập cái tay vào cái mang của nó. Cầm cho cầm thịt chắc cho rồi bỏ vô. Rồi, chưa vào. Woo! Cần đo không? Cần đo lại không? Wow! 27.5. Được rồi. Kệ. Thôi. Cần đo không? Wow, một con. Rồi, đây. 27.5 chưa đủ. Không thành được con. Kéo lên coi. Quấn. Cái bảo tao dạo quá rồi. Nó mệt rồi. Cái trẻ này cho nó nghỉ. Cái nhau con. Được không? Trời ơi. Sao màn này, sao màn hả? Còn lại con cây này. Con cá nhám. Lại được con cá nhám tiếp. Cá mập. Nguyên con to. Cá này không bắt. Cho nó xuống đi. À, con cá của mình câu được ở đây, nhìn ghê không mọi người ơi. À. Chà, cái đảo ngủ cái đầu. Wow, cá mập. Cước đây nha. Con này lên, con này không được giữ. Con gì đừng có nói là cá nhám, nó mệt lắm. Đây đang kéo đây. Đây đang kéo đây. Chưa, từ từ nó mới lên. Ôi chuẩn bị vớt, chuẩn bị vớt đây, đang kéo đây. Ôi con cá ấy nó to lắm đấy. Oh my god.
Ok rồi. Từ từ diêu cưa cháu ấy nên để lấy cái nước câu ra đi. Từ từ. Bằng này kia bao tay. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Chưa nên chưa biết. Mày hả bưởi. Wow, number 2 man. Nhưng mà con này có đủ xe không? Ừ, nhìn chắc được, chắc được, chắc được, nhìn thấy. Nhìn cũng ok. Con này nhỏ. Thôi đi câu đi, để okay. Mình tự xử cho. Không thôi dù câu không được cá, đổi tại cho mình. Đúng rồi. Hết rồi. Hết rồi. Đấy. Có cá, có cá. Trời ơi, đừng nói là cá nhám nữa nha. Đừng nói là cá mập nữa nha, mệt lắm á. Thằng Bảo ra đây đứng cái này coi cho bố. Ôi ơi. Oh my god, con này nấy không? Đây, mọi người ơi, con cá mú. Lấy vật, lấy vật, lấy vật. Được, được. Oh man. Cho nó chỗ nào đây. Dạ. Yeah. Rồi lấy cái tay vào. Cái đầu nó kẹt ở cái đầu. Không được con nữa mà không biết là con gì đây. Cá bé bi rồi. Baby à. Thấy thịt. Không thịt. Đấy những có cá. Lên. Quay vô. Hồi hộp quá, không biết là con gì. Con gì đây? Có cá thằng này. Ừ, giật mạnh lên. Bảo câu con cá coi. Con giật một cái mạnh nữa, còn mấy cái sau không giật mạnh nữa. Man, con này gạt nhám nữa rồi. Rồi, nhám nữa. Bảo từ từ đi, từ từ để bố đưa đi. Bỏ cái máy đi phụ vào mới được. Ừ, mẹ là cái nhám.